Xin chào các bạn, xin giới thiệu với các bạn, đây là lô đất 6.600m2, đường đi vào lô đất của chúng ta. Hiện tại trên lô đất đang có một ngôi nhà cấp 4, và đây là sân phơi, phơi cà phê, phơi tiêu, phơi nông sản. Có thể nhà này ở được tươm tất và có thể nuôi gia súc, gia cầm nữa. Đây là bên hông của lô đất. Hiện tại chúng ta đang có thể quan sát hàng xóm đang trồng rất là nhiều cây cối như cây dổi, sầu riêng. Đây là đất đỏ ba gian bằng phẳng tại Đắk Lắk. Đây là toàn bộ lô đất của chúng ta, có tổng diện tích 6.600m2, tọa lạc tại xã Yana, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Ranh giới là bắt đầu từ đoạn này rẽ trái thẳng theo hai người đang đi trước của chúng ta. Bên trái là đất của chúng ta, còn bên phải là đất của hàng xóm. Hiện tại cây cà phê trong rẫy đang được thu hoạch. Cà phê cũng đã hơn 10 năm rồi, vì vậy không còn chất lượng năng suất cao nữa. Tuy nhiên, chúng ta có thể cải tạo hoặc là nhổ bỏ để thêm vào những cái trồng khác vào lô đất này để tạo giá trị trên khu rừng và rẫy của chúng ta. Mời anh chị cùng quan sát. Đây, trên đất của chúng ta còn có thêm cây tiêu cũng đang ra trái rất tốt. Cây cà phê sum suê, lá xanh tươi, thân đã rất là to rồi. Cà phê chín đỏ rồi. Quý khách khi mua lô đất này có thể hái luôn cây cà phê nhé. Tuy nhiên, vẫn có những cây cà phê già cằn cỗi không còn đảm bảo chất lượng. Cây tiêu đã vàng thì chúng ta có thể cắt bỏ được bớt đi và thay thế bằng những cây trồng khác để tạo giá trị mới. Lô đất tổng diện tích là 6.600m2, đất đỏ ba gian, cách thành phố Buôn Ma Thuột hơn 15 cây số. Đi theo đường tỉnh lộ 2 hướng về huyện Krông Anna, thị trấn Buôn Chấp. Hiện tại đường tỉnh lộ 2 đang được cải tạo. Sau này sẽ là con đường huyết mạch để phát triển cơ sở hạ tầng của huyện Krông Anna. Mời các bạn quay lại với lô đất. Đây là lô đất cà phê, sổ đỏ nông nghiệp cây lâu năm, có sẵn nhà cấp 4 để quý vị có thể vừa ở vừa chăm sóc. Còn đây phía dưới là một cái ngọn đồi đang trồng điều. Không gian xung quanh chúng ta rất là thoáng đãng và xanh mát, phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng có nhu cầu bỏ phố về vườn bởi vì có sẵn nhà cửa. Ngoài ra chúng ta có thể trồng thêm một số cây ăn trái. Ví dụ ở phía dưới này, nhà hàng xóm người ta trồng rất là nhiều cây ăn trái, ví dụ như ổi, táo, chuối, vân vân. Cây dừa chẳng hạn, để thêm phần xinh đẹp cho khu vườn của chúng ta. Lô rẫy của chúng ta cách khu dân cư khoảng 500m, cách đường lớn tỉnh lộ 2 chỉ có khoảng 1,5 cây số. Chợ, trường, trạm, bệnh viện, trường học chỉ khoảng 10 phút đi xe là tới nơi. Để sở hữu bất động sản này, quý khách vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại. Cảm ơn quý khách.